Mặc dù thời gian qua tỉnh Lào Cai đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tới lớp, tới trường thì vẫn còn những tồn tại đáng lo ngại. Hàng loạt các vụ việc xảy ra trong những ngày đầu năm học mới một lần nữa gióng lên hồi chuông về nỗi lo an toàn cho học sinh trong trường học, một môi trường vẫn luôn được coi là an toàn cho trẻ. Đây là hình ảnh về vụ việc sập cổng trường tại điểm trường Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, khiến 3 em học sinh tử vong. Nguyên nhân cụ thể, trách nhiệm từng bên vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, nỗi đau thì vẫn còn đó và kéo theo nỗi lo không dứt về tình trạng mất an toàn tại các trường học ở vùng cao Lào Cai. Cổng cũng xây từ năm 2016, thì từ đó đến nay là đã bàn giao đưa vào sử dụng được khoảng 4 năm. Thì trong 4 năm nay thì chúng tôi năm nào cũng rà soát lại các điều kiện để chuẩn bị trong năm học mới. Thì cái cổng đấy nhìn ở phía ngoài thì cũng còn rất là tốt, không có dấu hiệu gì là có thể gây nguy hiểm. Vụ việc ở Bản Phung được dư luận đặc biệt quan tâm bởi việc sập cổng trường không chỉ xảy ra lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Trước đó vào tháng 3 năm 2018, tại điểm trường thôn Mã Ngan, thị trấn Tằng Lòng, huyện Bảo Thắng cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự khiến một học sinh tử vong. Cùng với đó, thời điểm này liên tiếp các sự cố trong trường học xảy ra, như việc rơi quạt trần khiến một em học sinh bị thương tại một trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai, hay vụ việc một phòng học ở thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng bị vùi lấp do ảnh hưởng của thiên tai. Sau mỗi vụ việc, các cấp các ngành đều khẩn trương rà soát, nhưng để giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại thì lại không hề dễ dàng. Vì là các cái công trình mà nó xuống cấp rất là nhiều. Bảo Thắng chúng tôi thì trước đây có một cái đặc điểm là cái việc xây dựng là sớm hơn các huyện khác, cho nên là các công trình xuống cấp bây giờ là nhiều hơn, cho nên là cái việc đầu tư là rất lớn, cho nên là tỉnh với huyện thì không thể đủ nguồn lực mà thay thế tất cả các cái phòng học tạm, thay thế tất cả các phòng học xuống cấp được, mà chúng tôi sẽ làm dần dần, ưu tiên cho những cái công trình cấp thiết trước. Trong khi chờ đợi các nguồn đầu tư để khắc phục sửa chữa thì đã có những giải pháp được đưa ra, trong đó có lẽ xã hội hóa là giải pháp hữu hiệu nhất. Ở nhiều nơi, để đảm bảo an toàn cho con em mình, các phụ huynh đã chủ động phối hợp với nhà trường tự tu sửa những hạng mục hư hỏng có thể gây nguy hiểm. Trong khi mà đợi các cái vốn đầu tư của nhà nước chu cấp thì nhà trường và các bậc phụ huynh kết hợp vào để sửa chữa lại để cho nó đảm bảo an toàn cho con em đến trường. Có cái điều kiện của miền núi thì ở các cái điểm trường vẫn còn có những cái thiếu thốn về cơ sở vật chất, những cái nhỏ, ví dụ như là những cái đoạn tường rào rồi sân, đấy, sân chơi, đấy, thế rồi là có thể cả cổng nữa. Thế thì những cái công trình như vậy thì các nhà trường thì vẫn tiếp tục là xã hội hóa bằng nhiều nguồn khác nhau. Qua công tác rà soát kiểm tra cơ sở vật chất các trường học đang được tiến hành cho thấy, vẫn còn nhiều trường lớp đang xuống cấp, hư hỏng, chưa được khắc phục, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao. Việc rà soát là điều cần thiết, tuy nhiên sau khi rà soát sẽ xử lý như thế nào là câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm. Còn với việc xã hội hóa, làm thế nào cho chất lượng các công trình từ nguồn xã hội hóa thực sự đảm bảo? Thời gian tới, chính quyền địa phương và ngành giáo dục sẽ phải tiếp tục đưa ra những giải pháp căn cơ để trả lời những câu hỏi đó, giúp học sinh có môi trường học tập tốt nhất và an toàn nhất.